Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Toàn, từ kênh MMT Gwen G-Test. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách nhập liệu bằng giọng nói trên Google Drive. Tạo mới Google tài liệu, tạo và chia sẻ. Ở đây mình có một cái văn bản, mà file này là file hình ảnh. Mình muốn nhập liệu, nhưng mà không có cần phải nhập từng chữ ở trên máy. Cái này sẽ phù hợp cho những bạn nào mà gõ chữ khá là chậm. Đây là công cụ nè. Vào công cụ và chọn nhập liệu bằng giọng nói, hoặc có thể nhấn Ctrl Shift S. Ở đây trình duyệt sẽ hỏi có cho phép sử dụng microphone hay không, thì sẽ chọn Allow để cho phép. Rồi, bây giờ bắt đầu nha. Mình sẽ ghi cái tựa đề. Bắt đầu. Một đoạn văn được làm từ 3 thành phần. Sẽ Ctrl Shift S. Ctrl Shift S là thêm một lần nữa để nó bắt vô đầu câu. Vô đầu câu thì nó sẽ viết hoa, còn nếu như không có Ctrl Shift S thì nó sẽ tiếp tục viết thường. Tiếp tục nha. Câu chủ đề. Câu bổ trợ. Và câu kết. Nhớ Ctrl Shift S khi mà muốn viết hoa hoặc là như đầu câu hoặc là sau dấu chấm. Câu chủ đề. Câu đầu tiên trong đoạn văn. Để xin bấm nhầm nút. Câu đầu tiên trong đoạn văn. Trình bày chủ đề và ý tổng quát. Ý quan trọng nhất của chủ đề. Của đoạn văn. Chỗ nào sai thì sửa. Cái này thường thường đọc một câu dài thì nó sẽ dùng gọi là trí thông minh nhân tạo là AI, nó sẽ chỉnh sửa tốt hơn. Còn đọc thành từng câu ngắn thì nó sẽ đoán khá là dễ. Câu bổ nghĩa. Này sai chữ câu nè. Ý chính của đoạn văn. Đưa ra vài ý phụ giải thích cho ý chính của đoạn văn. Đưa ra câu chi tiết
giải thích cho câu bổ trợ. Ở đây hơi có tạp âm nên nó sẽ ra mấy cái từ hay không có liên quan như ừ, tự nhiên có ừ rồi dạ. Đưa ra câu chi tiết giải thích cho câu bổ trợ. Cách để mà di chuyển nhanh đoạn từ câu này đến câu kia nha. Control Shift mũi tên nha. Control Shift mũi tên nè. Thấy không? Control Shift mũi tên. Rồi bây giờ mình muốn phóng từ câu này sang câu khác mà lại không từ này sang từ khác á, mà không phải qua từng cái nè. Mình bấm nút Control. Control và phím mũi tên qua trái và phải nè. Nó sẽ qua từng cụm từ, từng từ chứ không phải từng chữ nha. Cái này là từng chữ nè, qua từng cái này là từng chữ nè, còn cái bấm bình cho nó qua từng từ. Rồi tiếp tục nha. Control Shift S câu kết. Câu cuối cùng của đoạn văn. Nhấn mạnh lại ý chủ đề và tóm tắt những câu bổ trợ. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đến với channel của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.